tôi cũng đã làm đơn xin thôn để cho cháu trôn ở đấy, là chúng tôi đã cũng là làm đơn rồi, chứ không phải là không làm đơn. Nhưng bây giờ gọi xà cũng không có mặt, thôn cũng không có mặt. Vâng, thưa bác, là bác có cho rằng là cái sự việc của doanh nghiệp này có sự độc sự tiếp tay của chính quyền hay không ạ? Sự việc này thì nó thực sự là tất nhiên sẽ có, là mình giấu mặt như thế, tôi khẳng định một điều như thế được. Vâng. Theo một cái dây từ trên xuống tới. Dạ. Tại vì sao? Tại vì cái nghĩa trang này là bán dấu thôn, bán dấu dân của nông trường này, không biết là bán lúc nào. Đến khi dân đưa ra chuông cất thì nó bảo, họ bảo là đã mua rồi. Vâng, xin chào quý vị, tôi đang ở gần cái khu vực có một gia đình đã ngày hôm nay có thân nhân bị mất, nhưng mà nghĩa trang đã bị chặn cửa. Bác là thân nhân của... Bác ơi, bác xin bác kể về cái sự việc ngày hôm nay. Thì cháu được biết rằng là bác ở đây là ở khu nông trường, cái nghĩa trang đây là cũng có nhà chú rể, cháu cũng đang ngủ ở tại nghĩa trang đây là chú Minh đấy. Thì bây giờ là cái tình trạng mà đang xảy ra hiện nay, gia đình vẫn chưa chôn cất được cháu, thì bây giờ xin bác kể lại cái sự việc đấy. Là cháu là tên là gì ạ? Cháu người đó tên là Đào Xuân Hiếu. Đào Xuân Hiếu. Sinh mùng 6 tháng 6 năm 1988. Cháu học hết 12 rồi, cháu bị ốm 10 năm nay rồi, nằm liệt một chỗ. Dạ. Bây giờ cháu mất từ hôm kia, thì là sáng nay đưa cháu về thì là Bảo Sơn là họ cho xe máy ủi chắn ngang cổng của nghĩa trang, thì máy xúc đấy, máy múc đất đấy, chắn ngang nghĩa trang thôi, họ đổ đất lấp hết cửa, không cho chúng tôi đưa để vào, thì đưa vào để là Bảo Sơn thuê đầu gấu đến. Thuê đầu gấu đến để giữ, không cho chúng tôi vào, nên tôi lại phải chở cái nhà của cháu về nhà rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái này đưa Vân Điển về đây thì bây giờ họ không cho vào, thì bây giờ chúng tôi đã đưa vào trong cổng Bảo Sơn đấy, nhưng mà họ ngăn che thế kia đấy, họ để khỏi ngoài người ta nhìn vào người ta thấy. Bây giờ tôi phải đưa con tôi ra đây để đoàn dân thiên hạ người ta biết là Bảo Sơn tôi là như thế. Mà con tôi 29 tuổi đầu nó làm gì nó tỉnh nó tội đâu, nó ốm nó liệt năm 10 năm nay rồi, giờ nó chết. Mà nghĩa trang huyền cấp cho nông trường của chúng tôi, nông trường An Khánh cũ có biển đỏ đàng hoàng, nhưng Bảo Sơn phải đi mua đi cướp lại, bây giờ là không cho chúng tôi để trông. Doanh nghiệp là cướp cái nghĩa trang này, doanh nghiệp của Bảo Sơn là cướp cái nghĩa trang này, và thuê đầu gấu đến để giữ chặn, và đồng thời thuê máy múc đất chắn ngang ở cổng nghĩa trang này luôn, và đổ đất phết liệu ở trước cổng nghĩa trang đấy. Và đấy, thế bây giờ tôi đưa con tôi về thì nó đầu gấu đến là nó răng hàng nó chắn hết, nó cho con tôi vào. Và thưa bác là địa chỉ của bác, địa chỉ của tôi là thôn Trường An, thôn xóm Trường Phát, thôn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là anh của cháu. Đây là cháu của cậu. Nghĩa là sáng nay là doanh nghiệp họ đã thuê côn đồ đầu gấu để chặn không cho gia đình đem chôn cất ở tại nghĩa trang này. Đúng như thế. Và thuê đến hơn 20 người, còn đầu gấu toàn sừng sỏ đến thôi. Đấy, không cho đưa cháu vào nghĩa trang. Bạn hiện phía bên chính quyền địa phương thì họ có cái can thiệp nào chưa ạ? Hay là bên địa phương thì cũng cần bảo đâu lên xã họp, nhưng hiện tại bây giờ chính quyền địa phương không có một ai ở đây, đều lánh mặt hết. Không có một ai đứng ra đây. Đây là chỉ toàn dân của nông phường, dân của nông phường đây hết. Đây là tất cả là ở cái xóm này, ở với cháu đây là họ đến ủng hộ, ủng hộ gia đình. Tại vì là bố mẹ con người ta vẫn nằm ở nghĩa trang đấy rồi. Đấy chứ không phải là một mình gia đình nhà tôi. Vâng, gia đình nhà cháu thì cũng là có chú rể cháu là Minh, chú Minh ấy, Minh con nhà bà Kha đấy. Đây, cạnh nhà tôi đây, cạnh thằng này đây. Đấy, cạnh hai nhà thôi. Đấy, mà bây giờ đấy, tình hình là như thế đấy chứ có phải mà chúng tôi cũng đã làm đơn xin thôn để cho cháu tôi ở đấy, là chúng tôi đã cũng là làm đơn rồi, chứ không phải là không làm đơn. Nhưng bây giờ gọi xã cũng không có mặt, thôn cũng không có mặt. Vâng, thưa bác là bác có cho rằng là cái sự việc của doanh nghiệp này có sự được sự tiếp tay của chính quyền hay không ạ? Sự việc này thì nói thực sự là tất nhiên sẽ có, là mình giấu mặt như thế, tôi khẳng định một điều như thế được. Theo một cái dây từ trên xuống tới. Tại vì sao? Tại vì cái nghĩa trang này là bán giấu thôn, bán giấu dân của nông trường này, không biết là bán lúc nào. Đến khi dân đưa ra chuông cất thì nó bảo, họ bảo là đã mua rồi. Đấy, thì bây giờ dân cũng họp lại, bây giờ ai bán cái nghĩa trang này thì để họ biết. Nhưng mà bây giờ ai nói là ai bán? Nghĩa là do chính quyền địa phương đã bán trộm, bán giấu người dân, không có do xí nghiệp là bán giấu, không cho, không họp dân. Mà trong cái đó dân là đích thân làm đơn lên huyện, lên tỉnh để xin đất làm nghĩa trang, thì là đã cấp sổ đỏ cho chúng tôi rồi, là làm nghĩa trang rồi. Đấy, đã cấp sổ đỏ chứ không phải là đất chúng tôi nhảy dù. Đấy. Thưa bác, có một câu hỏi nữa là cái hiện tại ở nghĩa trang đó thì có rất nhiều ngôi mộ đó, thì theo bác có dự tính rằng là nếu mà ngày hôm nay họ không ngăn cản, không cho cháu Hiếu, Đào Xuân Hiếu chôn ở đó, thì bác cũng nghĩ rằng là những ngôi mộ đó sẽ bị lại bị chính quyền địa phương kết hợp với doanh nghiệp để cướp nó những cái ngôi mộ đang ngủ ở đó không ạ? Hiện tại bây giờ từ trước và đến bây giờ đây vẫn có ý định là như thế, vẫn có ý định là sẽ lấy ra. Tại vì cũng ngăn cản nhiều rồi chứ không phải là đến con tôi mới ngăn cản. Nhưng mà sau đấy thì là lúc đấy là chưa thuê đồng gấu thì họ vẫn đưa vào được. Nhưng mà hiện tại bây giờ con tôi đấy là họ làm căng thẳng, là không thuê đồng gấu về. Đấy, họ thuê đồng gấu về là không cho con tôi chôn vào đấy. Thì bây giờ tôi cũng bảo nghĩ bây giờ đảng là cán bộ là phải ủng hộ dân, nhưng mấy cán bộ để giấu mặt không dám thể hiện mặt ra. Thế thì bây giờ những người bỏ lá phiếu bầu cán bộ lên thì bây giờ họ rất chỉ là ân hận những con người đấy. Tôi nói thật đấy, sống không có tình thương, sống không biết bảo vệ cho dân mà chỉ biết quyền lợi bản thân mình thôi. Đấy, cho nên là cái này thì là họ vẫn vận động chúng tôi đi. Nhưng mà chúng tôi bảo bây giờ trước các cụ ở đây về từ cái năm 2057 đến đây họ xúc từng cái đất, họ đổ vào đây để làm nên cái nông trường này. Thì bây giờ họ là đều cán bộ là bộ đội về chuyển ngành về đây, ở đây cả. Thì các cụ bảo là bây giờ các cụ mấy chục năm cống hiến đất nước rồi, bây giờ huyện tỉnh cấp đất cho người ta nằm ở đây rồi, thì bây giờ người ta giữ bằng được cái này. Nhưng mà do cán bộ của xí nghiệp cũ bán nghĩa trang đi, không bàn với dân, mà trong rồi từ dân làm đơn đi xin cái nghĩa trang đấy. Đấy, mà đến dân làm đơn lên cho cán bộ có làm đơn lên để xin nghĩa trang đâu. Thế mà bây giờ lại cán bộ lại bán cái nghĩa trang đi, không bàn với dân. Đến lúc dân đưa người ra thì họ bảo họ mua rồi, thì không biết là họ mua lúc nào thì chúng tôi cũng không biết. Thưa quý vị, là bây giờ vào lúc khoảng 17 giờ là tôi đang có mặt ở tại thiên đường Bảo Sơn, mà cổng ở cái nơi mà gần cổng nghĩa trang. Thì cháu Đào Xuân Hiếu đã mất thì gia đình đã chôn cất, nhưng mà hiện chính quyền địa phương và lực lượng rất đông đầu gấu đã được huy động để đổ đất ngăn chặn cổng vào nghĩa trang, nên là hiện tại bây giờ là gia đình đang đặt quan tài của cháu Hiếu đặt ở tại cái khu vực đường lớn, đường quốc lộ Lê Trọng Tấn. Vâng, xin mọi người là lúc này là khoảng 17 giờ chiều, do tôi là không thể phát được trực tiếp nên là do khu vực ở đây đã bị phá sóng, đã bị rất nhiều xe phá sóng ở tại khu vực này, nên là chúng tôi đã phải sử dụng bằng cách quay video như vậy. Vâng, thưa quý vị, là quý vị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh có rất đông lực lượng công an cũng đang ở đây, nhưng tuy nhiên là chưa có một người vị công an nào mà vào làm việc với gia đình và hay là có một cái hướng dẫn gì để đem mộ của cháu Hiếu để an táng. Vâng, thưa quý vị, rằng là lực lượng côn đồ đã được huy động rất ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng là xung quanh đây những đối tượng này cũng chen lấn rất là nhiều côn đồ, lực lượng côn đồ đã được đứng xung quanh đây, vì lực lượng doanh nghiệp ở địa phương đã cướp nghĩa trang. Vâng, thưa quý vị, là tội ác của chế độ cộng sản. Tội ác của chế độ cộng sản đầu thế kỷ 21, họ đã tàn phá cả nghĩa trang, họ đã cướp cả nghĩa trang. Họ hiện tại họ đang cướp cả cái nghĩa trang để cái nơi để đấy, ở nghĩa trang để họ mang những cái mét vuông đất đấy để họ giao lên mạng họ bán, họ thu lợi nhuận. Đây là một cái tội ác mà thưa quý vị rằng là ở Dương Nội đã xảy ra, mà hôm nay là ở tại xã An Khánh. Đấy là quý vị theo dõi ngày hôm nay để biết cái sự việc này, thì tôi xin tạm dừng ở đây. Rất mong quý vị là quan tâm theo dõi và chia sẻ để vào cùng cầu nguyện để cho cháu Đào Xuân Hiếu được an táng, được có nơi an ngụ, và cầu xin cho hương hồn của cháu Đào Xuân Hiếu là sớm siêu thoát. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi những tiếng khóc, những tiếng ấy của thân nhân, của gia đình rất là đau thương. Rất mong mọi người quan tâm và chia sẻ clip ngày hôm nay để cho cái tội ác của cái chế độ cộng sản ngày hôm nay phải được vây bày trước công chúng và cũng trước công luận trên toàn thế giới. Một cái tội ác đầu thế kỷ 21, tội ác man dợ, một cái tội ác mà phá cướp cả nghĩa trang, không cho người dân chôn mà lại huy động đầu gấu về để ngăn cản. Đây là một cái tội ác tày trời của cái chế độ cộng sản ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người theo dõi.